chị thả lỏng người ra rồi thư giãn nha. Chuyện làm đẹp là để em lo. Ở tiệm của em á là chị có mỹ phẩm hàng hiệu thôi. Chị chỉ cần chăm sóc da vài bữa là chị sẽ thấy da mình khác liền à. Nói thiệt với chị á, là lần đầu em tới spa tại nhà như chị á, em thấy chị làm quảng cáo ở dưới chung cư mình, thấy giá cũng hợp lý nên em ghé thử. Dạ, cái spa của em á là mới mở thôi, nhưng mà khách hàng bà con này nọ xung quanh chung cư này nè tới đây làm cũng nhiều lắm. Nên chị yên tâm nha, em chỉ xài mỹ phẩm hàng xịn thôi. Để em đắp dưa leo cho chị thư giãn nha. Rồi em pha bột đắp mặt cho chị. Đây là bột trân châu. Ý lộn, bột ngọc trai từ Nhật Bản. Tinh chất vitamin C từ Hàn Quốc. Dầu ăn dầu ô liu nổi tiếng của Hy Lạp. Ồ, spa của chị mới mở mà toàn là xài đồ hiệu không à. Thích quá hả? Cát Tường xin chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Ghế Nóng. Và ngày hôm nay chuyên mục Ghế Nóng sẽ là chủ đề chất lượng mỹ phẩm trong spa. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi vị khách mời ngày hôm nay. Em tắt tivi rồi mở nhạc nhẹ cho chị thư giãn nha. Chuyện làm đẹp để cho em lo. Trời đó là trời, tôi đang giới thiệu mà cái bà đó bà tắt ngang cái tiếng của tôi vậy. Thôi được rồi, ăn gian làm dối. Hãy người ta đang còn nói, người ta đang còn phê bình cái spa của mình thì mình tắt ngang cái tivi là cái ý đồ gì? Kính thưa quý vị, để bàn về việc chất lượng mỹ phẩm trong spa thì ngày hôm nay Cát Tường có mời đến trường quay của chúng ta một vị khách mời rất đặc biệt. Khách mời có tên nhưng mà không có tuổi à, tại vì chị ấy trẻ mãi không có già. Với lại chị ấy có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực là kinh doanh spa. Xin mời quý vị đón chào MC diễn viên Thanh Mai. Và chào chị. Chào Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn Tường và chương trình đã mời Mai đến đây để có thể chia sẻ về những cái thông tin là Mai cũng có một chút chút kinh nghiệm. Thì mỹ phẩm sử dụng trong spa nó khác với mỹ phẩm sử dụng cá nhân ở nhà mình như thế nào? Nó có cái trên cái mỹ phẩm nó có chia làm 3 dòng đi, nói nôm na như vậy. Dòng thứ nhất là dành cho bác sĩ. Thì nó sẽ có những cái thành phần gọi là đậm đặc hơn, hay là có những cái điều đặc biệt hơn, ví dụ như để có thể chỉ sử dụng cho bác sĩ. Ví dụ như có những cái thành phần như là acid hyaluronic đậm đặc để có thể nâng mũi dài cảm khi mà chúng ta làm filler. Còn mỹ phẩm dành cho spa thì nó lại cấp độ thứ hai là nó sẽ đậm đặc ít hơn. Hoặc là có những cái thành phần riêng. Ví dụ như nó sẽ phân loại kỹ hơn, chúng ta có thể phân đồ theo biểu đồ, thì chúng ta có độ tuổi, chúng ta theo độ tuổi 20, 30, 40. Rồi chiều ngang thì chúng ta có thể là tùy theo loại da, da bình thường, da mụn, da hỗn hợp, da khô. Thì ví dụ như đối với lại 20 tuổi của da khô thì chúng ta sẽ có những mỹ phẩm khác. 30 tuổi của da khô chúng ta dùng cái khác. 40 tuổi của da khô chúng ta dùng cái khác. Tại vì lúc đó khi chúng ta tuổi lớn mà chúng ta vẫn bị khô da thì chúng ta sẽ phải cho thêm hay có những cái thành phần để cả chống lão hóa nữa, chứ không chỉ đơn giản là chống khô. Nó giống như chúng ta may bộ quần áo, chúng ta mặc khớp đúng với cơ thể chúng ta, thì điều trị ở trong spa cũng vậy. Thì nó sẽ có những cái sản phẩm, nếu mà làm đúng thì sẽ sản phẩm đúng với lại cái nhu cầu và cái vấn đề da của khách hàng. Bây giờ các tôi xin mời quý vị cùng chị Thanh Mai theo dõi một clip sau đây để xem ý kiến của các chị em phụ nữ như thế nào quý vị nhé. Xin mời. Mình tên là Thương. Thường cũng có đi spa nhưng mà cũng không có đi thường lắm. Những cái spa đó thì thường thường mình tìm hiểu trên mạng nhiều hơn, ta quảng cáo nhiều. Và mình quan tâm nhất là thái độ dịch vụ. Thường quan tâm nhất là về cái mỹ phẩm. Và mình nghĩ thì cái nguồn mỹ phẩm nếu mà đã nhập vô trong spa rồi thì chắc là sẽ có an toàn. Khi mà nhân viên họ tư vấn mình sử dụng mỹ phẩm nào thì mình sẽ sử dụng mỹ phẩm đó. Thường thường mình đi cái spa nào đó rồi mình sẽ mua sản phẩm đó về dùng thử. Thì thường thường đến những cái spa mà bạn bè đã trải nghiệm và có cái sự tin tưởng nhất định rồi, còn những cái chỗ lạ thì không đến. Thì giống như chỉ được một thời gian đầu thôi là mình thấy ok, nhưng mà thời gian sau giống như là nó không có phù hợp nữa.
À, trở lại vấn đề mỹ phẩm làm đẹp ở trong spa. Có những lúc mà Tường rảnh rỗi, Tường muốn đi đến spa, Tường làm, Tường cũng phải suy nghĩ, chọn lựa coi đi đến đâu. Bình dân cũng có, ha. Rồi tầm trung trung cũng có. Và những cái spa gọi là uy tín chất lượng lớn, hoành tráng quy mô cũng có. Nhưng mà cái vấn đề cái người đến spa làm, người ta quan tâm đến là cái mỹ phẩm mà khi mình sử dụng trong spa. Khi mình tới đó mình được spa sử dụng để chăm sóc trên cái gương mặt của mình, thì cái nguồn gốc xuất xứ của nó ở đâu? Cái đó mới là cái quan trọng. Thì những cái nguồn nó không có tốt á, thì đôi lúc nó làm ảnh hưởng đến khách hàng. Thì chị Thanh Mai thấy cái vấn đề này như thế nào? Thực ra mà nói thì có một cái thời mà rộ lên người ta mua nhóm á. Khi Mai vào chúng nó Mai xem một cái spa mà điều trị da mặt, rồi nghe thông tin thì cũng là những cái từ mỹ miều lắm, tế bào gốc rồi cái gì mà noãn gì gì đó, mà tính ra còn có mấy chục ngàn hoặc là vài trăm ngàn cho đến 100-200 cho một lần điều trị. Thì nó thật sự làm sao mà có mỹ phẩm nào mà ở cái giá như vậy? Ít nhất một chai mà cho tốt một chút thì cũng phải lên đến hàng triệu, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì làm sao mà một cái thẩm mỹ viện mà họ có thể họ làm nhiều cái mỹ phẩm khác nhau cho một khách hàng với cái giá như vậy mà làm sản phẩm tốt được? Ông bà mình nói là tiền nào của đó mà. Nhưng mà em thấy có một cái chiêu là như này, mình dùng từ cái chiêu nha. Thường đó thì chính vì người ta sợ là khách hàng tìm coi cái sản phẩm của họ đang sử dụng là hiệu gì. Đúng rồi. Cái hiệu gì thì họ đúng có rồi. Thể họ so sánh ở ngoài thị trường, họ biết cái giá. Cho nên là đa số những cái spa thì họ sẽ tìm những cái nguồn đại lý lấy cái sản phẩm ở đâu đó thì mình không biết. Nhưng mà khi về cái spa của người ta thì người ta sẽ đổi tên lại. Ví dụ đó là mỹ phẩm Cát Tường, mỹ phẩm Thanh Mai, mỹ phẩm gì đó. Nghĩa là cái tên của cái thẩm mỹ viện của mình thì mình sẽ đặt tên cho cái mỹ phẩm đó luôn. Đúng như rồi. Vậy thì khách hàng vô hình chung là họ hoàn toàn không biết cái mỹ phẩm gì đang sử dụng trên mặt của họ. Quan trọng nhất là bao giờ cũng vậy, mua về để sử dụng thì chuyện đó chuyện bình thường, nhưng mà mua ở đâu, nguồn gốc mua như thế nào, chất lượng cái sản phẩm mua nó ra sao, cái đó chúng ta cần lưu tâm. Còn thương hiệu thì ngày hôm nay nó cái đó trên thế giới nó gọi là OEM, có nghĩa là mình sản xuất gia công với thương hiệu của mình. Thì cái đó cũng là một cái xu hướng mới chung của cái thế giới ngày hôm nay. Mình phải nói một câu là tiền nào của nấy, điều đó hoàn toàn đúng. Và cũng chính vì điều đó mà ở trên thị trường nó cũng có rất là nhiều những cái mỹ phẩm. Mình xoay lại cái vấn đề mỹ phẩm là hàng giả, hàng nhái. Cái người sử dụng á thì họ không thể nào họ phân biệt được. Thì theo như chị Mai là những loại mỹ phẩm nào thì thường hay bị hàng giả, hàng nhái nhiều nhất? Trong cái ngành spa của mình thì thực ra cũng nhiều lắm. Đặc biệt là chúng ta nghe những cái thông tin như là kem pha, kem trộn. Kem pha, kem trộn. Bởi vì thực ra đôi khi á, mọi người, những cái bạn trẻ bây giờ cứ thích là trắng liền, đẹp liền. Nhưng mà mình cứ thử tự hỏi được rằng á, là một cái công ty, một cái tập đoàn mỹ phẩm như kiểu Chanel hay Lancôme, nó có những cái đội ngũ y bác sĩ, những cái nhà nghiên cứu về dược để nghiên cứu ra sản phẩm mà chưa chắc là bôi một cái trắng liền, mà có thể có những cái sản phẩm kem còn tốt hơn cả những cái sản phẩm quốc tế như thế. Bôi một ngày xong mà nó trắng mà nó sáng lên. Nhưng mà mọi người nói thôi kệ, nó đẹp tức thời, nhưng vấn đề là đẹp rất là ngắn. Tại vì trong đó có thành phần như là corticoid này. Khi mà sử dụng những thành phần có những corticoid như vậy, nó sẽ làm cho bào mỏng cái làn da của chúng ta, do đó chúng ta sẽ bị già lão hóa mau hơn bình thường so với những người không sử dụng những sản phẩm như corticoid. Có những cái kem trộn bây giờ bán cũng mắc chứ không bán rẻ nghe chị. Người ta lại đánh vào cái tâm lý là đẹp được liền á. Đâm ra là những cái chị em thì cứ ham, nhiều khi mình ví dụ mình đen quá, mình khao khát một làn da trắng, tự nhiên xích có một vài ngày thôi mà da trắng lên thì người ta lại ham. Cho nên là như vậy nó thật sự rất là nguy hiểm. Cho nên mới nói là mình phải là một cái người khách hàng thông minh. Để chúng ta mua để kem trị mụn, chúng ta dù hàng giả đi nữa thì dù cho là cái người làm họ không có cho hóa học hay những cái độc tố vào, nhưng chúng ta đang bị mụn, chúng ta muốn điều trị, và trong lúc chúng ta đang cần được điều trị thì chúng ta đã không điều trị cái thời gian vàng. Thoa những cái tấm mà giai đoạn vàng là cái giai đoạn rất là quan trọng, và chúng ta có thể kết thúc những cái vấn đề về vi khuẩn mà mới tại xuất hiện, mà chúng ta lại không có những cái sản phẩm tốt. Mà không những thế, chúng ta còn thoa những cái mà tiêu cực hơn nữa thì đương nhiên là nó làm cho cái căn bệnh của chúng ta bị trầm trọng hơn rất là nhiều. Rồi có thể là mụn sẽ sâu hơn, và mụn sâu hơn thì để sẹo, để lại những di chứng lâu dài trên gương mặt của chúng ta. Cuối cùng cũng chính khách hàng là những người chịu những cái hậu quả đó trực tiếp nhất. Người bán hàng họ xong rồi họ phủi tay là họ đã hưởng cái lợi rồi. Như vậy thì nghe nó có vẻ hơi khó để mà khách hàng có thể mà nhận biết được. Vậy thì theo như chị, khi một khách hàng
người ta tìm đến một cái spa để làm thì có những cái dấu hiệu nào để người ta nhận biết được đâu là cái mỹ phẩm thật mà spa đang sử dụng cho họ, hay đâu là những mỹ phẩm giả, hàng trộn, hàng nhái, hàng pha, làm sao khách hàng họ biết được? Đầu tiên mà muốn nhận biết được thì cũng phải nhìn cái quy mô của cơ sở. Bởi vì sao? Thực ra nếu như một đơn vị mà họ đã đầu tư một cách bài bản, chi rất là nhiều những cái chi phí để có những cái máy móc, để có những cái trang trí cơ sở vật chất thật là tốt, thì đương nhiên là họ sẽ, cái chi phí đó rất là lớn, do đó họ sẽ không bao giờ để họ có thể gọi là rủi ro, để họ có thể họ mất những cái phí đầu tư ban đầu. Họ sẽ cố gắng để họ duy trì lâu dài, bởi vì khi đầu tư như vậy thì không thể nào lấy lời trong một thời gian ngắn, mà phải về lâu về dài. Mà muốn lâu về dài thì đòi hỏi sự uy tín, thì ít nhất đầu tiên là chúng ta nhìn cái bên ngoài trước. Thứ hai nữa là vào đến bên trong thì thường á, giả sử như những cái cơ sở mà họ sử dụng những cái sản phẩm tốt á, thì bao giờ cũng vậy, họ cũng sẽ đại diện cho một cái thương hiệu nào đó. Ví dụ như ngày xưa thì Mai thường làm về spa nhiều, thì Mai nhập khẩu từ Pháp trực tiếp về và có hóa đơn nhập khẩu, có xin được cục quản lý dược giấy phép mà lưu hành tại Việt Nam. Rồi đồng thời mà để đạt được giấy phép lưu hành đó thì chúng ta phải có nhiều yếu tố, giấy phép của phân tích sản phẩm chất lượng, rồi giấy phép được quyền bán tại nước sở tại, rồi đồng thời là những giấy phép mà được quyền lưu hành, những cái chứng thực được công chứng tại của đại sứ quán Việt Nam tại nước Pháp. Xong chúng ta đem về Việt Nam đưa cục quản lý dược thì mới ra được một cái visa, rồi sau đó chúng ta nhập về, thì như vậy thì mình sẽ đảm bảo được an toàn cho khách hàng. Thì thường là mình sẽ sử dụng theo đúng cái đồng bộ. Mà khi chúng ta theo như vậy thì chúng ta đỡ một cái là chúng ta sẽ được hỗ trợ bởi công ty mẹ rất là nhiều, huấn luyện rồi hướng dẫn chúng ta cách sử dụng cho đúng. Thì đương nhiên khi mà có sự hỗ trợ như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả tối ưu. Thì đó là Mai nói suy ra từ cái kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói nhiều về mỹ phẩm, nhưng mà vì khi đi spa bây giờ chúng ta không hoàn toàn sử dụng mỹ phẩm không đâu, mà các máy móc. Viện sẽ có những cái máy móc vô nữa. Bởi vì sao? Da chúng ta có nhiều lớp thượng bì, trung bì, hạ bì. Mỹ phẩm chỉ nằm ở bên trên thôi, còn lớp trung bì và hạ bì thì mỹ phẩm không thể nào đụng tới được, bởi vì độ nano rất là nhỏ của làn da của chúng ta là từ 50 đến 75 nanometer, rất là bé tí. Do đó là nếu mà chúng ta có dùng mỹ phẩm nó cũng không đi sâu xuống dưới da được. Và chúng ta phải dùng công nghệ để có thể có những cái tần sóng để xuyên qua da, đi sâu dưới da. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay trong cái sự phát triển thị trường thì họ hay kết hợp. Nhưng một câu chuyện nữa lại là giả về máy móc. Máy móc cũng giả thì nữa. Đương nhiên máy móc giả nhiều lắm. Chẳng hạn như laser đi, nếu mà đã nghiên cứu laser NZ, nó có cái mức sóng rất ổn định, nhưng nếu như của hàng nhái Trung Quốc thì mức sóng nó không ổn định. Nếu như nó không ổn định thì nó không đến đúng cái đích da mà chúng ta cần chăm sóc, mà nó sẽ đi sâu hơn thì làm cháy da, làm ảnh hưởng đến da, hoặc là chúng đi nông hơn thì sẽ không tác dụng, hoặc là thậm chí nhiều khi là mất collagen vĩnh viễn, bởi vì những tần sóng nó không được ổn định, nó không đồng đều. Con số như vậy cũng đóng cửa rất là nhiều, bởi vì khách hàng ngày hôm nay họ cũng thông minh và họ cũng hiểu biết, và khi họ cảm thấy được rằng là cái hiệu quả cũng như là cái độ an toàn không tốt thì họ cũng đã có sự lựa chọn. Có thể là một thời gian đầu họ mới mọc lên thì họ cũng thì có thể sẽ là có những cái chương trình khuyến mãi, thậm chí là miễn phí, vân 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 vân. Nhưng mà thực ra cái đó nó cũng chỉ là ngắn hạn thôi. Hãy trở thành những người khách hàng thông minh để có thể lựa chọn cho mình một nơi. Theo tôi nghĩ rằng để chăm sóc sức khỏe bản thân là phải lựa chọn một nơi uy tín, đảm bảo chất lượng. Mình phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ của những cái gì mà nó trực tiếp nó ảnh hưởng đến con người của chúng ta, thì chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ. Và cuối cùng thì tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng cái lương tâm và cái tính nhân văn của những người làm về cái ngành thẩm mỹ đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải nâng cao. Thì như vậy chị em phụ nữ chúng ta mới ngày càng đẹp được. Cảm ơn chị Thanh Mai với buổi chia sẻ rất là thú vị ngày hôm nay. Cảm ơn chị rất nhiều. Và một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại trong chuyên đề ngày mai. Xin chào.